Trường hợp nào được nghỉ hưu trước tuổi 5 năm, theo khoản 1 điều 5 Nghị định số 135 năm 2020, người lao động thuộc các trường hợp sau thì được nghỉ hưu trước tuổi tối đa 5 năm. A. Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành. B. Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. D. Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm A và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm B khoản này từ đủ 15 năm trở lên. Nếu người lao động về hưu trước tuổi không quá 5 năm thuộc quy định tại điểm C đã nêu trên, thì tỷ lệ bình quân làm cơ sở tính lương hưu hàng tháng mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi giảm 2%. Nếu trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng, thì mức giảm là 1%. Từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.